Và đây là những chậu cây phi điệp năm cái trắng Phú Thọ gieo hạt, là một những cái dòng hoa rất là đẹp các bạn. Dòng này là dòng thân xanh sạch. Đó. Phải rất là lâu rồi thì nhà em Thảo mới có một lô đẹp như thế này luôn. Đấy, cổ gà lá của nó, mọi người nhìn này, cổ lá của nó có cây cổ lá hở rất là đẹp luôn này. Và có những cái đường chỉ rất là xinh. Đó, năm cái trắng Phú Thọ lô này thì em Thảo cũng không có nhiều đâu. Em có dòng một thân, em Thảo bán là 180, còn hai thân là em Thảo bán là 220. Đó, hai thân em Thảo bán 220 nhá. Anh chị em nào có điều kiện thì chúng ta sưu tầm một vài cây về để chúng ta trồng vào một chậu. Dòng xe thân xanh sạch có chỉ rất là đẹp luôn này. Đó. Và tới đây nó sẽ cho bông luôn, bởi vì có một số cây là nó đã thắt ngọn rồi, bởi vì ở trên Lạng Sơn của em là thời tiết nó lạnh ấy. Đó, đây. Cây cao khoảng tầm 20 cm, từ 15 đến 20 cm nhá cả nhà nhá, 20 25 cm. Đó, cây rất là khỏe, cây nào nó cũng xinh hết này. Có cây hai thân này, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Tiếp theo em Thảo giới thiệu cho cả nhà về những giò giả hạc phát của nhà em Thảo này. Cô chú anh chị có nhìn thấy, hiện tại em Thảo đang gỡ xuống và cắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó. Và mỗi một giò như này đã rơi vào khoảng từ 12 cho đến 18 thân đấy ạ. Rất là đẹp luôn này, các bác nhìn thấy này. Đó, nếu mà ít thân hơn một chút xíu thì nó sẽ dài hơn này. Đó, mọi người nhìn thấy xinh chưa? Giò hạc phát ngày hôm nay em bán tri ân cô chú anh chị. Bình thường những chậu đẹp như này là em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 500.000 một bảng như này. Ngày hôm nay em tri ân cô chú anh chị với giá là 420.000 một bảng. Đó, mua hai bảng em chốt cho cô chú anh chị với giá là 800.000 nhá. Hạc vĩ pháp mặt bông của nó đây, hoa hàng ươm ki chuẩn luôn nhá cả nhà nhìn này. Đây là hàng ươm ki này. Đó, rất là khỏe cây mà nhìn này. Đó. Tới này về cho hoa luôn, cho hoa luôn. Đó, cái dòng hoa là dòng hoa Tết luôn nhá các bác nhá. Đó, xinh lắm. Thật sự rất là đẹp để chúng ta đáng một sưu tầm luôn ạ. Đó, hạc, đây là dạ hạc pháp. Đó, em cắt xuống. Số lượng em Thảo có khoảng tầm 20 giò dành cho 20 cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đây là cái dòng chơi thân lá mít Phú Thọ này. Đó, mít Phú Thọ cây rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy này. Có cây thì là thân xanh sạch nhưng mà có cây không xanh sạch đâu. Đó, có một vài cây thôi. Em số lượng em có chưa đến 10 cây. Lá của nó rất là khỏe, cây từ 1 đến 2 thân. Cây cao khoảng 20 đến 25 cm nhá, cây rất là khỏe và xinh đấy ạ. Chủ yếu là một thân là nhiều này. Đấy. Em Thảo bán với giá là 240.000 một cây. Đó, xinh lắm này. Đó, mít Phú Thọ. Cây đang đi ngọn rất là lực luôn. Đấy, dòng lá này là đẹp mỹ mãn luôn này. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cái trắng hiển oanh. Đó, hiển oanh của nhà em Thảo, cô chú chị có nhìn thấy dòng thân xanh sạch rất là khỏe cây. Em Thảo có dòng một thân và dòng hai thân. Một thân là em Thảo bán 190.000, còn hai thân em Thảo bán 230.000 nhá. Đó, cây rất là khỏe luôn, riêng cái dòng cây phi điệp hiển năm cái trắng hiển oanh ở vùng Hòa Bình này thì lá của nó cũng rất là dày dạn luôn này. Đó, bản lá nó rất là xinh luôn. Đang đi ngọn này, có một số cây nó đang thắt ngọn để chuẩn bị cho bông, để xem bông rồi đấy ạ. Nên anh chị em nào chúng ta muốn lấy những cây thắt ngọn về để chúng ta chờ hoa luôn thì chúng ta có thể là nhắn với em Thảo nhá. Đó, năm cái trắng hiển oanh, cây rất là khỏe này, dòng thân xanh sạch luôn này. Cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến và nó là cái dòng tiêu chuẩn nét đẹp của cái dòng trầm, đó chính là trầm cửu long, cây rất là cao. Đây ạ, cây cao khoảng từ 50 cm rồi đấy ạ. Nhìn thấy không ạ? Cây này mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ cao khoảng tầm 2 m. Đó, còn đạt phi 21 đúng không ạ? Rất xinh, cây lá của nó này, thân này đẹp lắm. Chúng ta phải mua 2 3 chậu về chúng ta trồng một một chậu cũng đẹp lắm đây này. Cây khỏe, chúng ta mua về đây. Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Trầm cửu long có mặt bông đẹp, thơm, rõ nét nhất trong tất cả các dòng trầm và nó là tiêu chuẩn nét đẹp của những cái dòng trầm khác. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Một chậu gồm một thân, lá cực kỳ là xinh luôn, bản lá dày, đẹp. Cây đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và cái riêng cái dòng trầm này thì nó có thể vừa đi ngọn và nó có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Đó, xinh lắm. Em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhé. Và đây là những chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân này. Đó, hàng hạt nhé cả nhà nhé. Đó, cây này tới này cho hoa luôn. Cái dòng thân lá của nó này, mọi người nhìn này, thân của nó này, thân của nó không xanh sạch đâu. Nó hồng hồng. Đó, có cây hiện tại nó đã thắt ngọn rồi cơ. Tới này cho hoa luôn đấy ạ. Đó, mỗi một chậu của nó gồm có một thân như này rất là xinh nhá. Nếu mà hai thân thì nó thấp lỏm thỏm thế này thôi. Một thân như này em Thảo bán là 230.000. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm, em Thảo còn có 10 chậu thôi. Đó là hồng mỹ nhân gieo hạt nhá. Đấy, mặt bông mẹ rất là xinh và tuyệt vời luôn này. Đó, cây này riêng cây này là mọi người không yêu cầu xanh sạch bởi vì nó cây mẹ của nó không xanh sạch đâu ạ.
Bên này đây là những chậu kiếm của nhà em này. Đó, đây là kiếm vàng Củ Chi này, kiếm xanh Huế và bên trong là kiếm Phan Chí. Và kiếm là một những cái dòng hoa đặc biệt là trong 2 năm nay được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Mặt hoa rất là đẹp. Và đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Nếu mà nói về hàng va của kiếm thì bây giờ riêng dòng kiếm vàng Củ Chi với lại xanh Huế và Phan Chí thì nó đều trên chục triệu một tép đúng không ạ? Đó. Và người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Đây là dòng kiếm lá, đây là kiếm vàng Củ Chi này. Đó, dòng lá láng, cái cổ lá hình chữ V rất là đẹp luôn ạ. Đó, với mặt bông mẹ rất là xinh. Nói chung là dòng này, nếu mà anh chị em nào đã từng chơi kiếm thì nhìn cái cây này, nhìn có cái dáng kiếm cực kỳ là đáng để chúng ta sưu tầm luôn ạ. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 tép thôi. 2 tép dòng kiếm lá láng nhé các bác, nhìn này xinh chưa? Đó, đẹp lắm. Em thảo bán giá tri ân cực kỳ là mềm luôn. Bình thường em thảo bán 280. Ngày hôm nay em bán cho cô chú chị với giá là 180.000 thôi ạ. Đấy là kiếm vàng Củ Chi nhá cả nhà nhá. Đó. Tiếp theo đây, em có bên này là kiếm xanh Huế này. Kiếm xanh Huế thì cô chú anh chị cũng không còn lạ đúng không ạ? Mặt bông mẹ của nó cực kỳ là đẹp và mê ly và dáng kiếm của nó cả nhà nhìn ạ, xinh chưa? Rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy những cái cây này, kiếm lá nên bạn lá rất là cứng cáp luôn này này, em rung rung như này mà nhìn thấy mọi người biết rồi đó, là lại mọc những cái cây mới nhá. Kiếm xanh Huế này, kiếm kiếm xanh Huế này em thảo cũng bán cô chú anh chị mỗi một chậu khoảng 2 tép 3 tép là 180 thôi. Và kiếm Phan Chí cũng thế đó, kiếm Phan Chí mọi người nhìn thấy rồi đó, toàn những dòng kiếm lá thân hình đẹp thôi này các bác nhìn này, đó mọi người nhìn này, mê ly luôn này đó. Yêu mến, bác nào yêu mến thì có thể là sưu tâm ba dòng kiếm này. Đây là cây nhỡ, tới này nó sẽ cho hoa luôn nhé cả nhà nhá, cây đẹp lắm. Nói chung là những cái dòng kiếm này rất là đẹp luôn. Và bên này đây, đây là cây phi điệp hồng yên thủy này. Này, cái ngọn của nó đã khác hoàn toàn thôi này. Đó, phi điệp hồng yên thủy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông mẹ rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người nhìn này, cây thân lá rất là xinh, có cây nó có mầm. Em thảo bán là 230.000 một chậu phi điệp hồng yên thủy. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Hiện tại thì có cây nó đã thắt ngọn và chuẩn bị chờ hoa luôn rồi đấy ạ. Đó. Đây, em số lượng em còn có 6 chậu thôi. Phi điệp hồng yên thủy. Nói chung là cây này mà chơi thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Chúng ta cứ sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng. Đó, cây này này. Nói chung là hầu như là cây nào nó cũng có mầm gốc luôn rồi đó. Cái riêng cái dòng này này thì cái mầm của nó lên này, đỏ tía luôn, đẹp lắm này. Và bên này đây là những cây phi điệp nụ tam bố ở vùng Di Linh. Đó, mặt bông mẹ của nó cô chú chị đang nhìn đấy ạ. Nói chung là cái dòng này thì chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn này. Em so sánh giữa cái ngón tay của em này. Đó, mập chưa ạ? Thân mập lắm và tất cả cây nó đều thắt ngọn hết luôn rồi đó. Bởi vì cây này nó ở vùng Lâm Đồng đấy ạ. Thì hoa của nó thường là hoa nở vào mùa xuân. Nó nếu mà thời tiết thuận lợi là hoa nở vào Tết luôn. Như những cái cây này là hoa nở vào Tết này. Đó, mong là Tết ấm ấm để chúng ta được ngắm hoa. Chúng ta mua về chúng ta vừa làm giống này và chúng ta vừa để ngắm hoa luôn nhá. Nụ tam bố em thảo bán với giá là 240.000 một chậu như này. Chúng ta mua về là bạc băm ti luôn được, hoặc là chúng ta để ngắm hoa rồi chúng ta biết hoa rồi chúng ta ươm cũng được. Bên này đây ạ, đây là những cây rất là đẹp của cánh bầu hòa bình này. Đấy, cánh bầu, lá của nó cũng bầu luôn đúng không ạ, rất là đẹp luôn này. Đó, em số lượng em chỉ còn có 6 cây thôi. Em thảo bán với giá là 240.000 một chậu này. Một chậu của nó cao khoảng 20 đến 25 đến 30 cm này, có cây cao hơn một chút. Nói chung là chơi cái dòng này những cái cây phi điệp ở vùng Hòa Bình đấy, lúc nào lá của nó cũng dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Và đây là mặt bông mẹ của nó, cô chú chị gọi sưu tầm. Đó, xin chào. Cây của nó số lượng em còn có 6 cây thôi. Cánh bầu Hòa Bình thân lá rất là đẹp này. Đây là mặt hoa của chầm DH93 năm ngoái nở tại vườn. Cô chú anh chị có thể nhìn đây ạ, đây chính là chầm mặt hoa của nó rất là thơm. Hoa nở vào tháng 3 đến tháng 4 dương lịch hàng năm đấy ạ. Đó, cả nhà nhìn đấy ạ. Đây là một trong những cái dòng chầm đẹp xuất sắc đúng không ạ? Đẹp hơn cả chầm rồng đỏ với chầm cửu long luôn đúng không ạ? Đây là một trong những dòng chầm làm mưa làm gió trong 2 năm trước đây. Và em sẽ chia sẻ hàng ươm ki đến cô chú anh chị. Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn đang xem video của em Thảo ngày hôm nay ạ. Gia đình em Thảo ngày hôm nay xuất lô chầm DH93, một trong những dòng chầm đẹp và xuất sắc. Có thể nói là đây là một trong những cái bông chầm rất là đáng để chúng ta sở hữu luôn ạ. Đó, rất là đáng đồng tiền bát gạo của chúng ta luôn. Em Thảo sẽ lấy xuống dưới để em quay rõ hơn nhá. Đây em giới thiệu cả nhà, đây chính là cây mẹ của nó đây. Đây là một trong những cây mẹ của nó, gia đình em Thảo hàng ươm ki nhá. Mọi nhìn thấy đây, thân lá nó đẹp mê ly chưa? Đấy, cây này cao khoảng tầm 70 cm rồi này.
Đó, 70 đến 80 sen luôn và thân thì mập ú nu luôn này. Đấy, rất là sai hoa. Đây là mặt bông đắn ở tại vườn của nhà em nhá cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn, mặt bông thì rất là thơm, rất là nói chung là xuất sắc. Và bình thường chúng ta mua trầm rồng đỏ nó rơi tầm 150, 180 và 200.000 một thân đúng không ạ? Đấy, trầm rồng đỏ làm sao mà đẹp được bằng trầm này ạ? Đấy, trầm này gọi là quả trầm xuất sắc luôn. Và nếu mà cô chú chị mà tìm hiểu thì hiện tại thì trầm DH93 trên thị trường không còn nhiều nữa. Đó. Nên là anh chị em nào muốn sở hữu một chậu trầm thì liên hệ với em Thảo. Bình thường những chậu này là em Thảo bán 200.000 một thân. Đó là nếu mà nở hoa. Còn ngày hôm nay gia đình em Thảo tri ân cô chú anh chị với giá rất là mềm luôn. Đó, 199.000 một chậu được 3 ki như thế này. Đó, một chậu 3 ki nhé cả nhà nhé. Mỗi một ki của nó là khoảng tầm thấp nhất là khoảng tầm 15 thôi. Nhưng cùng lắm chắc là toàn ki trên 20 cm hết rồi. Đó, 20 30 cm nhìn thế này. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Kia là ki năm nhất nhá. Anh chị em nào mà mua về chúng ta không muốn nó có hoa đấy ạ. Không muốn có hoa thì chúng ta có thể cắt đi. Chúng ta có cắt này, năm sau nó sẽ lớn bằng cây này đấy ạ. Năm sau nó sẽ lớn bằng những cái chậu này. Đó, cây những cái cây mà nó có thể lớn hay không, nó to hay không nữa là rộng một một phần nó là do giống nữa. Nó do bố mẹ nó, do nó cây giống của nó lớn thì nó sẽ lực và nó sẽ phát triển đây, cây này. Nhìn thấy các bạn đây. Đó, cao khoảng tầm 70 cm em quay như này thì nó bé, thực sự cái lá của nó này. Đó, nếu mà chúng ta muốn để một thân cho hoa thôi, bởi vì hiện tại cây đã thắt ngọn rồi, thì chúng ta cắt nó để lại khoảng tầm 10 cm như này nhá. Sau đấy là chúng ta làm ươm ki, còn một thân chúng ta để ra hoa. Đây, cả nhà nhìn này. Đó, năm sau là cả nhà mua về là sẽ được lớn bự như này đấy ạ. Đó, 199.000 một chậu, một cái dòng trầm này rất là đẹp luôn. Anh chị em cũng biết rồi, trầm DH93 nở tại vườn của nhà em, cây này để những cái cây mẹ của nó thôi. Đó, 3 ki nhá, 199.000, bác nào chốt cho em 199.000 một chậu thì yêu mến thì ủng hộ gia đình em, bởi vì trầm này là em không có nhiều đâu, em chỉ có vài trăm chậu để bán cô chú anh chị thôi. Vì lúc đầu là nó còn đang đi ngọn ấy, em chưa dám gửi cho cả nhà. Hiện tại thì có một số thân nó đã thắt ngọn rồi, nên là em gửi cho cả nhà nó sẽ an toàn hơn. Và đây là hình ảnh vườn của gia đình em. Đó, đây là những cái cây hàng mẹ của nó này, có một số cây thôi. Vì có một số cây nó nhiều thân quá thì em đã bán nó đi rồi. Đây còn có một vài chậu để cô chú anh chị về tận vườn, bởi vì là do quá trình vận chuyển nên là em Thảo không gửi theo bưu điện những cây mẹ được. Em sẽ gửi những cái hàng ươm ki thì năm sau cô chú anh chị trồng thì nó cũng sẽ lớn bự như thế. Đó, xin chào. Và cô chú anh chị được xem hàng trước khi nhận nhá. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng hải dương này. Đó, 5 cánh trắng mắt mờ hải dương gieo hạt nhá. Anh chị em cũng biết rồi. Là một trong những cái dòng hoa có thể nói là chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn. Còn hoa thì chúng ta tới này sẽ cho hoa luôn. Đó, mặt bông mẹ của nó rất là đẹp và mê ly luôn. Mỗi một chậu của nó gồm có một thân, cao khoảng 25 cho đến 30 cm. Em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ. 230.000 một chậu nhá. Mua chúng ta có điều kiện chúng ta mua một vài chậu về chúng ta trồng này. Đó, cây thân lá đẹp như này cơ mà. Đó. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Bên này đây là những chậu cây phi điệp ma bó này. Đó, phi điệp ở vùng ma bó lúc nào lá của nó cũng tròn tròn này. Em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu phi điệp ma bó với mặt bông bệt rất là đẹp này. Anh chị em nào muốn săn bệt thì chúng ta sưu tầm cây này. Đó, chậu của nó một thân thôi, chủ yếu là một thân thôi nhá. Em Thảo bán là 220.000 một chậu một thân, cao khoảng 25 cho đến 30 sen. Đó, những cây này nó đều có mầm hết rồi đây này. Đó, xinh lắm. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng Nha Trang dòng thân xanh sạch này. Đó, hiện tại cây đang đi ngọn rất là lực. Đó, số lượng em Thảo còn có 6 cây. Cây mỗi một chậu của nó một thân, cao khoảng tầm 25 đến 30 cm này. Đó, em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm đó ạ. Bình thường những cây này em Thảo bán 280, ngày hôm nay em Thảo bán với giá là 230.000 thôi. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Đấy, cây đẹp lắm này. Đó, mặt bông mẹ thì cực kỳ là xuất sắc luôn rồi. Đó. Nói chung chơi thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn rồi đấy ạ. Dòng này không thể chê vào đâu được. 5 cái trắng Nha Trang. Một hàng cao cấp của nhà em Thảo nữa, đó chính là cây phi điệp nữ hoàng mặt trời. Đó, mặt bông của nó cả nhà có thể nhìn thấy. Năm ngoái thì cái mặt bông này mọi người hay trêu nhau với cái tên là HO đỏ đúng không ạ? Đó, năm ngoái thì em Thảo có bán theo hình đấy ạ. Năm nay thì nhà em Thảo cũng không có nhiều. Với mặt bông đỏ tươi, dòng hoa này rất là đặc biệt ở chỗ đó chính là hoa nở vào Tết nên là được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Năm nay mà chúng ta chăm sóc thì là cuối năm nay là chúng ta sẽ được xem hoa luôn rồi. Đây là cây năm 2 nên là độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Đây là hàng cao cấp của nhà em nhá. Hàng VIP luôn đấy ạ. Nữ hoàng đỏ này cây cao khoảng từ 25 cho đến 30 cm. Nếu mà dòng dòng 2 thân, đó. Còn dòng 3 thân thì nó sẽ thấp hơn một chút. Này mọi người nhìn thấy này. Cũng bằng đấy này, rất là xinh luôn. Nữ hoàng mặt trời này em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu.
cô chú anh chị nào mua 2 chậu là 640.000 thì em thảo bao ship cho mọi người. Đó, cây này nói chung là rất là xinh luôn, thật sự là rất là đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Bởi vì nếu mà nói về dòng phi điệp mà có mặt bông đỏ rực như này thì hiện nay trên thị trường là chưa có đâu ngoài cái nữ hoàng mặt trời đỏ này đấy ạ. Bên này đây, em thảo còn có 5 chậu cây phi điệp nù 68 này. Đó, mặt bông mẹ rất là đẹp và đặc biệt là cái thân của nó rất là nù luôn này. Đó, thân nù lắm. Đó, anh chị em mà chúng ta chăm sóc tốt là tới này về là Tết này có hoa luôn đấy ạ. Đó, em thảo bán với giá rất là mềm ạ, nù 68 em thảo bán 240.000. Nói chung là cây thân nù rất là xinh và mập luôn này, tới này cho bông luôn này. Đó, nù 68 này. Và đây là những chậu cây phi điệp nữ hoàng 28 của nhà em. Anh chị em có nhìn thấy cây lá rất là đẹp, rất là xinh đúng không ạ? Dòng thân đang đi ngọn rất là lực luôn này, có cây thì là đã thất ngọn rồi. Đó, mọi người nhìn thấy đây, từ 1 đến 2 thân. Cây quang cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm đã. Em thảo bán với giá là 250.000 một cây nữ hoàng 28, 1 đến 2 thân nhá, dòng thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Nhà em thảo hiện tại còn có 5 chậu phi điệp hồng xòe này. Đó, mặt bông mẹ rất là đẹp và cây thân lá rất là xinh nhá. Đó, mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân. Nếu mà có 2 thân thì nó chỉ có một cái thân nhỏ nhỏ đây thôi. Đó, phi điệp hồng xòe em thảo bán với giá là 240.000 một chậu nhá. Cây cao khoảng tầm 25 cho đến 30 cm này, cây đã thắt ngọn rồi cơ. Đó, phi điệp hồng xòe nhá. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Số lượng em thảo còn có 5 cây thôi, cây nào nó cũng đẹp hết này. Đó là một cây về chúng ta chơi thân lá trước, sau đấy là chúng ta xem hoa và chúng ta có thể là băm ki cũng được nhá. Bên này đây là những cây giống cây phi điệp của nhà em Thảo. Hôm nay duy nhất em Thảo sẽ chiên quý khách hàng giảm 50% cho cô chú anh chị nào yêu mến những cái chậu bình thường, những cái chậu cây xinh đẹp như thế này. Đây mọi người vẫn nhìn thấy này. Hôm nay cây nào nó cũng xinh, cũng đẹp hết, từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 4 đến 6 cm. Bình thường những chậu này em Thảo bán 75.000 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 350.000, 10 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Cây rất là xinh xắn, dễ thương và rất là khỏe mạnh nha. Do rất là nhiều dòng giống nên là em Thảo sẽ gói theo combo để cho cô chú anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những cái giống phi điệp đẹp nhá. Đây, cây rất là đẹp ạ, từ 4 đến 6 cm. Đầu tiên em Thảo sẽ đặt theo combo là combo may mắn 350.000 đã có ship nhá cả nhà nhá. Combo may mắn thì gồm có này, phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Nếu mà nói về hàng ươm ki của nó thì rơi khoảng tầm 10 triệu 1 cm đúng không ạ? Đây mọi người nhìn thấy này, cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh này. Đó. Và đây là những cái tấm vé số dành cho cô chú anh chị muốn săn những mặt bông đẹp đúng không ạ? Đó, tiếp theo là 5 cánh trắng phú thọ. Mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 6 mắt thăng long. Đây mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây mắt đỏ hòa bình. Xinh chưa? Dòng cây phi điệp hòa bình ấy thì lúc nào cái lá của nó cũng dày dặn hơn so với cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp bệt môi tuyết. Đó, bệt môi tuyết, mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và dễ thương đấy ạ. Và tiếp theo là cây phi điệp hồng mỹ nhân. Đó, hàng gieo hạt năm 2 rồi mọi người ạ, nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao, mọi người nhìn thấy cây nhất này. Đó, tiếp theo là cây phi điệp gái nhảy, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, thứ 9 là cây phi điệp hồng minh châu. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe. Đó, combo may mắn 350.000, gồm có 10 loại, 10 mặt bông như cả nhà đang nhìn trên hình này đấy ạ. Đó, cây rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo một cái combo nữa là combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đó, bình thường combo hạnh phúc những cây đẹp như này em Thảo bán 75.000 một cây đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo cũng giảm giá 50%, chỉ còn có là 350.000. Em Thảo bao ship cho mọi người luôn nhá. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Cây rất là đẹp luôn. Đó. Combo hạnh phúc gồm có 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng cầu vồng, 5 cánh trắng ngọc bích, phi điệp nữ hoàng 28, phi điệp mắt châu lưng xanh, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp châu như, phi điệp ám hòa bình, phi điệp ám phú thọ đúng không ạ? Combo này gồm có 10 loại 350.000 đã bao gồm cước nhé cả nhà nhé. Đây là cây của nó, mọi người vẫn nhìn thấy cây 5 cái trắng bạch tuyết rất là đẹp rồi, thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là cây 5 cái trắng ngọc bích cũng thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây đẹp lắm. 5 cái trắng cầu vồng rất là xinh đúng không ạ? Cũng là dòng thân xanh luôn. 350.000 được 10 cây này. Và một cái cây là cây nữ hoàng 28 rất là đẹp này, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé.
Đó. Em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái chậu xinh. Phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp ám mắt châu lưng xanh, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp ám phú thọ, phi điệp ám hòa bình này. Dòng cây phi điệp hòa bình lúc nào nó cũng dày dặn hơn đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp châu như. Đó, tím này. 10 cây này em thảo bán với giá là 350.000, đã bao gồm tiền ship. Và tiếp theo là một cái combo em đặt tên là combo thịnh vượng, gồm có những cái dòng cây của cây phi điệp ở vùng Lâm Đồng đấy ạ. Gồm có là phi điệp ma bò này, phi điệp di linh xuân, phi điệp nù 68, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp lộc bắc, phi điệp easo, phi điệp thác bay này, phi điệp nù tam bố, phi điệp đắc lây hay gọi là giả hạc đắc lây đúng không ạ, người đẹp của vùng Tây Nguyên. Và cuối cùng là bệt núi chúa. Đây gồm có 10 cây, 10 chậu rất là đẹp này. Đó, bình thường những cây này là combo này là mua vào là 750.000 đúng không ạ. Hôm nay em thảo bán với giá là 350.000, bao ship đến tận nhà cho mọi người. Chỉ có ngày hôm nay em bao ship rồi đấy ạ. Cây của nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy đây, cây nào nó cũng xinh hết á. Đó. Vì còn rất nhiều mặt hàng nên em thảo sẽ quay nhanh thôi. Đó, cây này gồm có combo thịnh vượng, bạn nào muốn lấy thì có thể là comment luôn này. Đó, đầu tiên là cây phi điệp ma bó này. Mọi người thấy cây xinh không? Mặt bóng mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo là cây phi điệp di linh xuân. Phi điệp nù 68. Phi điệp sơn điền cánh mai. Phi điệp lộc bắc. Phi điệp easo. Đấy, bệt easo này mọi người nhìn thấy xinh không? Đó, cây cao từ 4 đến 6 cm ạ. Tiếp theo là cây phi điệp thác bay. Thác bay lúc nào cái thân của nó cũng mập mập này, kể cả cây to nó cũng thế này. Tiếp theo là cây phi điệp nù tam bố này, nhìn thấy xinh chưa? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp đắc lây. Và cuối cùng là cây bệt núi chúa. Đó. Đây là những cây thân tím rất là đẹp này. Em thảo bán là 350.000 nhá. Và cuối cùng đây là một cái combo tích hợp tại từ combo thịnh vượng này, combo may mắn và combo hạnh phúc đúng không ạ? Gồm có combo em đặt là combo cắt tường. Combo cắt tường này gồm có 10 loại dòng hồng đây, mọi người có nhìn thấy này. Đó. Tất cả là hàng hạt 52 nhé mọi người nhá. Cây giống rất là khỏe và xinh đấy ạ. Đó, hồng minh châu này. Xinh chưa? Đó. Hồng búp bê này. Tiếp theo là cây hồng liên anh. Hồng yên thủy này. Hồng gia lai. Mặt bông mẹ thì nó là hàng gieo hạt nên là tỷ lệ của nó là một tấm vé số dành cho cô chú anh chị yêu mến, bởi vì không phải chúng ta ai chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta bỏ ra 80 đến 100 triệu để chúng ta mua những cái hàng ươm ki hàng ba về chúng ta trồng đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp hồng xòe. Phi điệp hồng mỹ nhân. Cây này là cao từ 4 đến 6 cm nhá, em quay gần thì nó có thể to hơn một chút đấy ạ. Tiếp theo là hồng á hậu. Hồng thiên cung này. Và cuối cùng đây là hồng mắt ngọc, một cái cây rất là xinh đúng không ạ? Đó. Combo cắt tường này em thảo bán 350.000, đã bao gồm tiền. Ngày hôm nay nhà em thảo có 8 lô thanh lý. Đó, lô thanh lý này thì đây không phải là hàng xấu đâu nhé cả nhà nhá. Hàng em thảo gửi xe cho một chú nhưng mà chú đấy đang trên đường gửi đi thì là chú đấy lại không lấy. Nên là ngày hôm nay em thảo sẽ bán ra lộc chiên cho anh chị em nào yêu mến nhá, em bán thanh lý luôn. Giá rất là mềm và rất là rẻ luôn ạ. Bình thường những chậu này là em thảo đều bán hơn 200.000 đấy ạ. Hôm nay em thanh lý chỉ với giá là 300.000 được 3 cây. Đó, em thảo có 2 lô, mọi người có nhìn thấy này. Đó, gồm có lô thanh lý 1 gồm có cây hồng yên thủy, hồng mỹ nhân và hồng minh châu. Đây là lô số 1 này. Đây. Hồng mỹ nhân này cây cao khoảng từ 12 cho đến 15 cm nhá. Hồng minh châu này, cây của nó mọi người nhìn thấy như ạ, xinh quá, rất là đẹp luôn nhá, từ hai thân này, 1 đến 2. Hồng yên thủy này. Đó. Đây là lô số 1 này. Còn bên này là lô, đây là lô gì đây? Đây cũng là lô số 1 này. Lô số 1 em thảo có 5 phần. Đó, còn lô số 2 thì em thảo chỉ có 3 phần thôi, mọi người nhìn thấy này. Cây nó rất là đẹp luôn. Đó. Em thảo chia ra là mỗi một chậu gồm có là hai chậu hai thân và một chậu một thân nhá. Đấy. Để em lựa lựa thôi. Mọi người nhìn thấy này, cây rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và tiếp theo là lô số 2 gồm có hồng xòe này, ám mắt châu lưng xanh và hồng mắt ngọc. Đấy.
Cái hồng này nhà em đang bán, mỗi một cây đẹp của nó rất là xinh luôn. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đây là phi điệp mắt ngọc này. Đó, em Thảo cũng sẽ lựa ra như thế. Đó, cứ hai cây hay hai thân và một cây một thân này. Hồng mắt ngọc. Đấy, lô này bên này này. Cây này là hồng á mắt châu lưng xanh này. Nhìn này. Đó, và tiếp theo là cái hồng xòe. Đó. Lô thanh lý số 2 em Thảo có 3 phần thôi. Đó, anh chị em nào yêu mến thì sưu tập. Đây này, lô nào nó cũng xinh nhá. Bên này đây là những chậu cây phi điệp á mắt châu lưng xanh ở vùng Phú Thọ này. Anh chị em cũng có thể nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Và hiện tại thì cây của nó chỉ 1 đến 2 thân cũng đang có mầm rồi đấy ạ. À, có một số cây đã có mầm rồi. Em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ngày hôm nay cho cô chú anh chị muốn sưu tầm về chúng ta chơi thân lá này. Đó, có một số cây nó đã thất ngọn rồi cơ. Đó. Em Thảo bán số lượng em Thảo còn có 8 cây. Em Thảo bán ám mắt châu lưng xanh này với giá là 240.000 một chậu. Mỗi một chậu của nó từ một thân như này, cao khoảng 22 cho đến 28 cm. Đó, anh chị em nào muốn lấy cây thất ngọn thì bảo em lấy cây thất ngọn để về cho hoa luôn. Còn đang đi ngọn thì vẫn có nhất cả nhà nhá. Dạ em có 8 cây thôi. Đó, có 8 cây ám mắt châu lưng xanh này. Và bên này đây là 5 dòng kiếm giống của nhà em. Em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng dòng nhá. Em sẽ lấy xuống dưới để cho cô chú anh chị có thể dễ nhìn hơn này, mọi người có nhìn thấy cây kiếm giống. Đây là 5 loại kiếm hàng đột biến gieo hạt 1 năm tuổi của nhà em Thảo nhá. Đó, anh chị em có thể nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một cây của nó khoảng từ 6 cho đến 8 lá. Cây hàng cây giống này em Thảo quay gần thì nó có thể to, nhưng mà ngoài thì nó cũng không to lắm đâu ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh, nên là cô chú anh chị sau 1 đến 2 năm thôi thì nó sẽ đẻ cho chúng ta những cái nhánh mới này. Cây của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và bình thường những chậu đẹp như này khoảng từ 6 đến 8 lá, cây giống này em Thảo bán 120 đến 150 đúng không ạ? Hôm nay em tri ân là 70.000 một chậu. Đó, khi mà mua 5 chậu combo 5 chậu là 350.000 em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan nữa nhá. Em sẽ quay này, đầu tiên đó chính là kiếm vị hoàng. Đó, khoảng từ 6 đến 8 lá này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Kiếm vị hoàng hay gọi là rồng vàng đúng không ạ? Biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những cây lan mang vị thế quân vương, bởi vì vẻ đẹp của nó rất là xuất sắc. Cây mẹ của nó cả nhà bạn nhìn thấy này. Đó, toàn diện về cả củ, lá và hoa luôn đúng không ạ? Và hoàng long hàng ba của nó, nếu mà chúng ta mua hàng chuẩn của nó đấy ạ, hàng chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 5 cho đến 10 triệu một củ đúng không nào? Đây là một tấm vé số cho chúng ta săn cho mình những mặt bông kiếm đẹp. Và bây giờ thì kiếm đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ trông, rất là dễ chăm. Đó. Tiếp theo đó chính là kiếm Phan Chí, một cái dòng kiếm với mặt bông mẹ rất là đẹp, mọi người có nhìn thấy này, cổ lá của nó hình chữ V, cây của nó khoảng từ 6 đến 8 lá. Em Thảo quay gần như này thì nó to thôi, ở ngoài nó nhỏ nhỏ thôi nhá. Đó là hàng kiếm giống mà có 70.000 một cây một. Và tiếp theo nữa đó chính là kiếm xanh Huế mặt bông mẹ, đây cả nhà nhìn này các bạn. Đó, với dòng kiếm xuất xứ từ Huế đúng không ạ? Đó, đơn giản gọi là kiếm Huế. Nó được mệnh danh đó chính là kiếm vô vi đúng không ạ? Vô vi đó chính là bởi nét đẹp thuần khiết của cửa hàng va đúng không ạ? Vô vi nghĩa là vượt lên những vô thường, như một đóa sen vô nhiễm với bùn lầy. Đó, cây này là kiếm này, nói chung là nói về ý nghĩa của nó thì rất là đẹp và rất là xinh. Một tấm vé số cho cô chú anh chị. Tiếp theo là kiếm vị hoàng. Đó, kiếm vị hoàng cả nhà các bạn nhìn thấy đây. Đó là một trong những cái cây kiếm quốc dân đúng không ạ? Bởi vì nó là có rất là nhiều những cái nét đẹp với vẻ đẹp toàn diện đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ rất là nhỏ thôi, em đo cho mọi người xem này. Đó, khoảng từ 10 cm thôi. Đó. Mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đấy ạ. Và cuối cùng là kiếm vàng củ chi. Kiếm vàng củ chi nếu mà mua hàng va của nó chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu một củ đúng không ạ? Đó, tùy củ lớn bé. Và kiếm vàng củ chi được mệnh danh là cây kiếm trấn môn đúng không ạ? Bởi vì nó có nguồn gốc xuất xứ từ củ chi này. Đó, mọi người cũng biết là củ chi là cái vùng đất thép đồng đó ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn đúng không ạ? Và cô chú anh chị khi mà mua combo 5 cây là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm cho cô chú anh chị một lọ thuốc nhá. Đó, kiếm giống rất là đẹp này. Bên này đây là những cây phi điệp gái nhảy của nhà em này. Hiện tại thì gái nhảy em Thảo còn có 9 cây thôi. Đó, hiện tại có một số cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho hoa rồi đấy ạ. Đó, anh chị em nhìn thấy cây rất là đẹp nhá. Đó. Phi điệp gái nhảy thì anh chị em cũng biết rồi, đây là hàng gieo hạt năm 2, tới này sẽ cho bông luôn đấy ạ. Có những cái đường chỉ rất là đẹp này, anh chị em có nhìn thấy những cái đường chỉ rất là đẹp. Đó. Phi điệp gái nhảy em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu. Mỗi một chậu của nó gồm có 1 đến 2 thân, một thân thì chủ yếu là một thân thôi ạ.
Và nhà em Thảo còn có năm chậu cây phi điệp của vùng người ta gọi là cây phi điệp người đẹp Tây Nguyên đấy ạ. Đó, dạ hạt đắc lây. Đó, số lượng em Thảo không có nhiều. Thân của mọi người nhìn thấy thân của nó đỏ rực này. Đó, em quay như này. Đó, thân nó rất là đẹp luôn. Cây nó cao, không quá là cao đâu, em đo cho mọi người xem. Cao khoảng tầm 15 cm. Em Thảo bán với giá rất là mềm luôn ạ. 200.000 một cây. Đấy, cây này chơi thân lá này cực kỳ là đã luôn này. Mọi người nhìn thấy đỏ rực luôn. Đó, mặt bồng mẹ rất là đẹp nữa luôn. Em chỉ có 5 cây thôi. Bên này đây là những cây phi điệp gái nhảy của nhà em này. Hiện tại thì gái nhảy em Thảo còn có 9 cây thôi. Đó, hiện tại có một số cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho hoa rồi đấy ạ. Đó, anh chị em nhìn thấy cây rất là đẹp nhá. Đó. Phi điệp gái nhảy thì anh chị em cũng biết rồi, đây là hàng gieo hạt năm 2, tới nay sẽ cho bông luôn đấy ạ. À, có những cái đường chỉ rất là đẹp này, anh chị em có nhìn thấy những cái đường chỉ rất là đẹp. Đó. Phi điệp gái nhảy em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu. Mỗi một chậu của nó gồm có 1 đến 2 thân, một thân thì chủ yếu là một thân. Và đây là một số cây nù của nhà em này. Đó, đây là nù ta ly nhé cả nhà nhá. Ta ly là một trong cái dòng nù rất là khỏe, rất là xinh đúng không ạ? Đó, thân của nó mập ú nu luôn này. Đó, cây cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm. Thân em so sánh với cái bút này. Đó. Nói chung ở nhìn ở ngoài nhìn đã mắt lắm. Đó, số lượng thì em Thảo có khoảng tầm 10 cây thôi. Những cái con nù ta ly này em Thảo bán với giá là 220.000 một con nù ta ly. Đó, cũng đang có mầm gốc lên này. Đó, hầu như là cây nào nó cũng đang thắt ngọn và đang chuẩn bị chờ hoa rồi, hoa của nó sẽ nở vào Tết nhá. Đó. Cây của nó nhìn rất là đã luôn. Và hiện tại thì nhà em Thảo còn có 4 cây phi điệp 5 cánh trắng lâm thồn này. Đấy, mặt bông mẹ như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây của nó cũng rất là khỏe và đẹp nữa. Em Thảo bán với giá là 230.000 một cây. 5 cánh trắng lâm thồn từ 1 đến 2 thân. Là nếu mà một thân thì nó sẽ cao hơn, còn hai thân thì nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Đó, anh chị em thích lấy chậu bao nhiêu thân thì có thể nhắn về em Thảo nhá. 5 cánh trắng lâm thồn. Và đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng mắt nai này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? 5 cánh trắng mắt nai được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến này. Đó, bởi vì hoa của nó rất là xinh đúng không ạ? Đây là dòng chơi thân lá thôi thì đã cực kỳ là đẹp luôn. Đó. 5 cánh trắng mắt nai này, dòng 1 đến 2 thân, chủ yếu là một thân thôi này. Cây cao khá là cao, cao khoảng tầm 25 cho đến 30 cm đấy ạ. Đấy, có những cây nó bật mầm gốc này, mọi người nhìn thấy không ạ? Bật mầm gốc đây này. Đó. Em Thảo bán 5 cái trắng mắt nai là 220.000 một cây. Này, mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, 5 cái trắng mắt nai thì cái dòng cây thân lá rất là đẹp nên là cái dòng này về được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó, thân của nó còn mập nữa. Và đây là những chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân này, hồng yên thủy và hồng minh châu của nhà em. Hiện tại thì em Thảo còn có một vài cây thôi. Em Thảo bán tri ân cho cả nhà với giá cực kỳ là mềm luôn. Bình thường những cây đẹp như này là em Thảo bán 250 đấy ạ. Ngày hôm nay em tri ân quý khách hàng với giá là 219.000 được 2 chậu. Và em vừa mới phun nước phòng chống thối nhũn để đảm bảo hàng em gửi cho cả nhà được đảm bảo hơn. Đó. Và đây là những cây hồng mỹ nhân nhá. Em Thảo bán 219.000 được 2 chậu. Em Thảo đang cầm trên tay này đấy ạ. Đấy, cây rất là xinh xắn luôn, cao hơn 30 cm rồi. Và bên này là những chậu cây hồng yên thủy, đó là hàng gieo hạt hết nhé cả nhà nhá. Em Thảo cũng bán với giá là 219.000 được 2 chậu. Đấy, em chỉ còn có vài chậu nữa thôi nên em bán giá mềm luôn. Đấy, xinh chậu rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Bên này đây là những chậu cây cát mini của nhà em. Giữa cát mini và cát đại có sự khác nhau, đó chính là cát mini thì là nó sẽ sai hoa hơn, dễ trồng hơn và dễ ra hoa, và đặc biệt là ra hoa 4 mùa quanh năm. Hoa của nó thơm vào buổi tối nhé cả nhà nhé. Nếu mà cát đại, so sánh giữa cát đại thì cát đại nó chỉ có một thân, nó chỉ có một hoa thôi. Nhưng mà cát mini thì là một thân của nó có ra rất là nhiều hoa luôn, và hoa của nó thơm vào buổi tối này. Đây ạ, đây mặt bông của nó này, mọi người nhìn thấy hoa của nó thơm đẹp chưa ạ? Hoa của nó là hoa hồng mỹ nhân luôn. Đấy, tới về cô chú chị mua về là chúng ta ngắm hoa luôn ạ. Đấy, nói về nó là mini, nó chỉ là cái tên của nó thôi. Đấy, mini nó có hai lá nhá, còn cát đại nó chỉ có một lá thôi. Nó chỉ là cái tên của nó thôi, chứ cái bụi nó khủng lắm luôn đây này. Đó, em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá ngày hôm nay rất là mềm luôn ạ. Bạn 180.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán cho cô chú anh chị là 350.000 nhá. Dòng cát mini hoa nở 4 mùa quanh năm. Đó, chúng ta rất là thích và rất là yêu khi mà chúng ta có một giỏ hoa lan ở trong vườn mà hoa nở 4 mùa quanh năm đúng không ạ? Đấy, mặt bông của nó hồng mỹ nhân này đẹp mê ly cho. Đấy, một cái bông hoa này, một cái màu hồng này thì nhìn thôi là chúng ta đã muốn là bảo vệ che chở đúng không ạ?
Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video. Và đây em Thảo đang quay, đây là toàn bộ những cây phi điệp hàng lỗi lá của gia đình em này, cô chú anh chị có nhìn thấy này, hàng lỗi lá trong quá trình vận chuyển. Ví dụ như là chậu này chẳng hạn, cây lá ngọn vẫn còn rất là đẹp nhưng nó bị lỗi lá này, em bị mất đi một lá này, hai lá này. Đó, đây nữa này, nhưng mà cái lá ngọn nó vẫn còn nhé. Ví dụ như cây này cũng bị mất đi lá nhưng mà lá ngọn vẫn còn rất là ok. Đó, cây này cũng thế này. Đó, tất cả những cây khi mà em gửi cho cả nhà thì nó vẫn còn lá ngọn. Bình thường những chậu đẹp như này là em Thảo bán với giá là 250.000. Ngày hôm nay em bán thanh lý. Đó, thanh lý khoảng tầm 100 chậu với giá là 230.000 được 3 chậu. Được 3 chậu như thế này đấy ạ. Đó, mỗi một cây của nó cao khoảng tầm 10 cho đến 12 15 cm này. Đó, em sẽ chia ra theo combo để cô chú chị dễ lựa nhá. Cứ 3 cây là 230.000. Đã, đây là những cái cây cao khoảng tầm 10 đến 12 cm. Đó. Em sẽ quay đây. Là combo A nhé cả nhà nhé. Combo A gồm có là hồng minh châu, hồng yên thủy và á mắt châu lưng xanh ạ. Đây là của vùng Phú Thọ đây, em có ghi từng cây cho các bác đây. Đó, đây là cây hồng minh châu này, hồng yên thủy và á mắt châu lưng xanh này. Đó là em làm đây. Em sẽ làm mà chia ra để cho cô chú chị dễ nhìn thôi. Tiếp theo đây là cây hồng á hậu này. Đó. Combo này là combo C gồm có hồng á hậu này, hồng mắt ngọc và hồng búp bê. 230.000 được 3 chậu như này. Cô chú chị có nhìn thấy này. Đó, em quay buổi tối này nhìn nó không rõ lắm. Nhưng mà tất cả các cây nó đều lỗi lá này. Đó, nó đều đang lỗi lá các bác nhá. Đó này, lỗi lá này. Đó, đẹp. Đấy. Nhưng mà lá ngọn của nó vẫn còn ok. Đó. Em bán là combo C rồi. Tiếp theo bên này là combo D gồm có nù tam bố này, phi điệp ma bó và giả hàng đắc lây. Đó, đều là những cái cây bị lỗi lá. Đây, nói chung là nó bị lỗi lá, nó sẽ bị mất đi hoặc là nó sẽ bị, đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, cây này về chúng ta mua về chúng ta bôi kem liền sẹo vào cũng được. Đó là cái combo này là combo D. Tiếp theo là combo B bờ. Đó, combo bờ nhé các bạn nhé. Combo bờ này sẽ gồm có hồng mỹ nhân này, hồng gia lai và hồng xoe. Đây cả nhà, nó đều là hàng lỗi lá hết nhá các bác nhá. Đó, em bán là 230.000 một combo. Đây em quay như này cho cả nhà, thích lấy combo nào cũng được nhá. 230.000 được 3 chậu. Đó, em sẽ quay như vậy thôi. Thì nó là hàng gieo hạt của cô chú anh chị nhá. Hàng gieo hạt này. Đó, còn những cái cây thân lá đẹp thì em Thảo bán với giá là hơn 200.000. Cô chú anh chị nào yêu mến thì có thể là ủng hộ em. Đó, em có khoảng tầm 100 chậu thôi, nên là em sẽ được dành cho khoảng tầm 30 cô chú anh chị yêu mến. Đó, em xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn ủng hộ gia đình em Thảo này. Đây là những cái cây lỗi lá của nhà em, nhưng mà lá ngọn của nó này. Đây là những cái cây con sen con đấy ạ. Con sen con nó bò nên là nó sẽ bị như thế này. Đó, cô chú chị nào mà nhà có hoa lan mà con sen bò qua thì cô chú chị có thể là biết rồi đúng không ạ? Và số điện thoại của em có ghi ở trên tiêu đề nhé. Em cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Ngày mới, em Thảo xin kính chúc cả nhà mình đang xem video có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Ngày hôm nay, gia đình em Thảo giới thiệu đến cả nhà một bộ sản phẩm chăm sóc hoa lan rất là thiết yếu cho vườn lan của nhà mình. Với giá rất là mềm, ngày hôm nay em Thảo bán chỉ với giá là 140.000. Và đặc biệt ngày hôm nay gia đình em Thảo có quà tri ân cho cô chú anh chị. Đó chính là mua một bộ ba sản phẩm như thế này, em Thảo sẽ tặng kèm một bộ sản phẩm nữa để quảng bá sản phẩm và nhà vườn của gia đình em. Đầu tiên đó chính là một lọ Biorot kích rễ này. Thứ hai là một lọ vitamin Super Thai tổng hợp. Thứ ba lọ cuối cùng đẹp ở giữa này đó chính là một lọ kích thích sinh trưởng thân lá rễ. Bộ ba sản phẩm, còn những cái sản phẩm ở đằng sau chỉ là để làm phông bạt thôi ạ. Anh chị em mua thêm thì em Thảo sẽ bán. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào ba bộ sản phẩm này nhé. Em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng công dụng của nó luôn. Và đặc biệt quan trọng hơn nữa này, ngày hôm nay gia đình em Thảo sẽ tri ân cho cô chú anh chị là mua một bộ 140.000 sẽ tặng một bộ y hệt nữa. Đó, mua một tặng một luôn đấy ạ. Đó, mua ba thì em tặng thêm ba nữa là 6 sản phẩm. Đó, và vì nó là nhẹ nhẹ thôi nên là gia đình em Thảo sẽ tri ân, đó chính là free ship cho đơn hàng thuốc luôn này. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm ngay và luôn nhá. Đấy, bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng sản phẩm, từng công dụng và em Thảo sẽ gửi kèm hướng dẫn sử dụng cho cô chú anh chị luôn đấy ạ. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà về từng công dụng nhá. Đầu tiên là Biorot này, em Thảo đang cầm trên tay này đấy ạ.
Biorose kích rễ, thể tích của nó là 20 ml. Đối với anh chị em đã từng trồng hoa lan thì đây là một trong những cái sản phẩm rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây là một trong những cái dòng kích rễ chuyên dụng cho hoa lan, đặc biệt là nó rất là an toàn với môi trường và kích thích rễ rất là hiệu quả đấy ạ. Sản phẩm này nó sẽ giúp cây hoa lan của chúng ta là trung hòa chất dinh dưỡng, bởi vì nó là giúp vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn đoạn. Đấy, cây hoa lan của chúng ta mà trung hòa chất dinh dưỡng thì cái bộ rễ này, tất cả những cái thân lá thì nó đều phát triển luôn ạ. Về rễ của nó phát triển, nó hút chất dinh dưỡng cực kỳ là khỏe như vậy. Đó, cái sản phẩm này thì anh chị em chúng ta có thể sử dụng là pha 1 ml cho với 1 lít nước, và đối với 2 ml này thì chúng ta sử dụng được rất là lâu đấy ạ. Đó, chúng ta chỉ cần tưới khoảng 1 cho đến 3 lần thôi là chúng ta sẽ thấy cây hoa lan của chúng ta là khỏe lên và thấy có tác dụng luôn rồi đấy ạ. Và bây giờ em Thảo sẽ cho cả nhà xem một số bộ hình rễ của nó đấy ạ. Bộ rễ của hoa lan của chúng ta là bộ rễ hình xương cá. Đấy, anh chị em mà đã chơi hoa lan mà chúng ta nhìn thấy những bộ rễ hình xương cá này thì chúng ta cảm thấy rất là mê, rất là thích đúng không ạ? Ngay cả trên bản thân chai của nó thôi thì nó cũng đã có cái bộ rễ hình xương cá rồi. Đó, và tiếp theo thì em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về một cái sản phẩm khác nữa, thứ hai, đó chính là Super Thai. Anh chị em đã từng trồng hoa lan thì chúng ta đều nghe qua rồi đúng không ạ? Super Thai là một loại dưỡng chất vitamin rất là cần thiết cho cây hoa lan của nhà mình. Để cây hoa lan của chúng ta là đủ vitamin thì sẽ phát triển khỏe hơn đúng không ạ? Nó sẽ có hệ miễn dịch cao hơn. Đặc biệt là khi mà cây của chúng ta không bị yếu, không bị đột hoặc là không bị thối nhũn đúng không ạ? Lọ này thì nó sẽ thể tích của nó là 20 ml. Đó, cách sử dụng thì chúng ta cũng pha 1 ml với 1 lít nước. Lọ này thì nó rất là an toàn cho con người và động vật. Nhà nào mà có trẻ nhỏ hoặc là trồng những thú cưng ở trong vườn, ví dụ như là con chim hoặc là chim công hoặc là những cái thú cưng khác, thì chúng ta sử dụng loại này thì cực kỳ là an toàn và thân thiện với môi trường rồi ạ. Bộ này chỉ có 140.000 thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Và cuối cùng đó chính là một bộ bộ kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ. Đó, phân thuốc kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ này thì là một trong những cái sản phẩm chúng ta sử dụng cho dành riêng cho những cái cây như là bị yếu này, bị đột, bị chột, hoặc là những cái cây mà bị vàng lá, nói chung là cây nó kém phát triển đấy ạ. Thì chúng ta pha khoảng 10 giọt với 1 lít nước, khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta tưới một lần, thì chúng ta sẽ thấy sự phát triển của cây hoa lan của chúng ta là phục hồi dần dần. Đó, đối với cây hoa lan mà muốn phát triển toàn bộ thân lá rễ hấp thụ chất dinh dưỡng thì chúng ta phải là sử dụng cái lọ này, rất là cần thiết vì nó kích thích cây hấp thụ từ cả thân này, lá và rễ luôn. Bộ ba sản phẩm này ngày hôm nay em Thảo bán với giá 140.000 cho cô chú anh chị sưu tâm. Đó, anh chị em có thể tham khảo giá ở trên thị trường, hôm nay em Thảo tri ân luôn. Đó, đảm bảo là cô chú anh chị không mua ở đâu được những cái giá này luôn đấy ạ. Và khi mà mua hàng thì em Thảo sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị mua nhá. Đấy, vì nó là nhẹ thôi nên em Thảo tri ân là quà tặng nữa, đó chính là em Thảo miễn phí ship cho đơn hàng mua thuốc ngày hôm nay với 6 lọ, và cô chú anh chị được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Đó, nói chung là cây mà muốn khỏe, muốn tốt thì chúng ta cần phải có một bộ rễ khỏe đúng không ạ? Cũng giống như người đúng không ạ? Răng yếu thì chúng ta sẽ không thể ăn được đúng không ạ? Ăn cháo thì nó rất là lớn, chậm đúng không ạ? Còi cọc. Đấy, chúng ta phải ăn rau, ăn củ quả đúng không ạ? Đó, Super Thai là một trong cái sản phẩm rất là tốt cho cây hoa lan của chúng ta. Đó là dưỡng chất vitamin tổng hợp cho cây hoa lan của chúng ta đấy ạ. Đấy, một bộ sản phẩm này thì chúng ta sử dụng được rất là lâu rồi. Đó, có thể nói là chúng ta mua 140.000 thôi là chúng ta được một năm luôn. Đối với cô chú anh chị mà chỉ có ít thôi, chẳng hạn có vài giò thôi là chúng ta sử dụng được vài năm luôn đấy ạ. Đó, em Thảo bán trơn cho cô chú anh chị với giá 140.000, mua 1 tặng 1 này. Và tiếp nữa đó chính là còn free ship cho cô chú anh chị mua hàng thuốc của nhà em. Đó, đây là kích rễ Biorose này. Đó, những cái sản phẩm rất là quan trọng và rất là an toàn thì em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá 140.000, bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Đây là Super Thai này, kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ. Đấy, anh chị em mà mua hoa lan thì chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thì em Thảo sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị nhé. Và ngoài phân thuốc thì gia đình em Thảo còn có những giống hoa phong lan nữa. Cô chú anh chị nào yêu mến thì nhớ là đăng ký kênh ủng hộ gia đình em Thảo bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Rồi khi mà hiện lên cái chuông thông báo, cô chú anh chị ấn vào cái chuông thông báo nữa thì chúng ta sẽ cập nhật được những video của gia đình em Thảo tri ân cho cô chú anh chị đấy ạ.